Tiếp tục là cuộc chiến không khoan nhượng giữa Lý Hàn Lâm và Tử Xuyên giải giáp cấp liên tái mùa 2023. Ở trong trận này, Lý cầm đỏ, binh 7 thấn 1, Tường cũng vậy, đối chốt 7, rồi Lý chốt để pháo ngay. Lựa chọn của Tường, pháo 8 kê vào trung lộ, Lý Hàn Lâm đã bổ Tường. Sau khi Tường, mã 8 tấn 7 phát triển cánh trái trước, Lý Hàn Lâm bất ngờ dùng pháo này quật thẳng vào chốt ngay. Tường cũng làm vậy, dùng pháo chém trên trung binh chiếu sĩ double, rồi lại tiếp tục tượng 7 tiến 5 mà truy đuổi. Pháo này rút chạy là đương nhiên, nhưng trước khi làm vậy, Lý quyết định mã 2 tiến 3 hòng kích đổi. Nếu như đổi, về phía của Lý vẫn rất dễ để đi cờ. Lựa chọn của Tường dùng pháo 5 quay về hai nước, Lý cũng buộc phải dùng pháo để thoát chạy. Rồi Tường mã phóng ra biên hải, Lý tới đây đưa C1 bệnh 2 lộ diện. Tường pháo khép vào sĩ giác, Lý tiếp tục mã 8 tiến 7. Cần phải vậy để chuẩn bị có thể nghênh đón việc đối phương lấy C1 bệnh 2 truy đuổi. Cả cánh trái lúc này nếu như kịp xuất đầu lộ diện, chắc chắn sẽ gặp nguy nan. Còn tới đây, lựa chọn của Lý pháo 8 dâng lên tuần hà. Giờ Tường đã bổ sĩ ngay. Lý lựa chọn mã 3 tiến 5 phi vào trung lộ. Tử Xuyên lại điều xe vào chân sườn, Lý Hàn Lâm lấy xe bình đường 8 ngay. Một lựa chọn cũng phần nào khá bất ngờ, nếu như dùng pháo 8 tiến 2 nhờ mã này giữ mạng và mã còn lại cũng đủ để tạo thế liên hoàn. Tại vì sao Lý Hàn Lâm không phải chủ động lấy xe này điều nhanh vào chân sườn? Đoạn về sau chúng ta mới có thể lý giải. Còn tới đây tiếp tục lấy xe 6 tiến thẳng 3 nước truy đuổi là lựa chọn của Tường Xuyên. Lý Hàn Lâm buộc phải dùng pháo 3 quay về hai nước rút chạy. Rồi Tường lại đưa xe tiến gấp cửa hà. Lý thấy vậy đã điều pháo sang. Có lẽ đây là đòn mà Lý Hàn Lâm đã thủ sẵn. Bởi vậy nếu như lấy xe này kê vào chân sườn, việc đưa pháo sang không thể nào làm. Còn việc tập kết thêm một pháo nữa để làm gì? Sau khi Tường tới đây, dùng xe cắm thẳng, dùng pháo còn lại để đe Tường, Lý buộc phải xe tiến thẳng hai nước để giữ căn ngay. Giờ đoạn Tử Xuyên pháo 5 bình 7 để đe Tường, tượng này quăng ra góc biên, tiếp tục lại dùng pháo để di chuyển. Và Lý Hàn Lâm dùng pháo quay về truy đuổi, xe của Tường đương nhiên phải rút chạy ngay về hai nước. Giờ đoạn Lý theo pháo ngay, xe lại quay về đường cũ, Lý Hàn Lâm bình pháo sang kê đuổi. Chủ lực này của Tường đương nhiên cũng chẳng còn quá nhiều lựa chọn. Tới đây, anh lấy xe chiếm vào trung lộ và Lý Hàn Lâm đã quăng Tường đánh đuổi. Tường lấy xe 5 bình 7 đánh ngăn cản. Giờ tiếp tục, Lý lúc này mới xuất xe vào đường sườn. Có vẻ như tới đây, Nhị Vị đã sớm hoàn tất về bố trận của mình. Chắc chắn là một cuộc chiến ác liệt không thể nào tránh khỏi. Tâm điểm là ngay trên cửa hà. Tử Xuyên, binh biên lại tiến 1, mở thông mã còn lại. Và Lý Hàn Lâm đã thò xe qua hà khiêu chiến thứ khác. Tưởng tới đây lại dùng pháo rút về ba trường. Lý Hàn Lâm lại dùng xe để theo ngay. Giờ Tường bình pháo vào chân sườn. Tới đây Lý Hàn Lâm mã 7 phi vào trung lộ. Giờ Tường bất ngờ dùng mã 1 tiến 2 để vây đuổi. Tới đây Lý cũng chỉ cần lấy xe quay về, thành ra câu chuyện mời đổi. Và Tường đã sớm chấp nhận việc này. Để cho đối phương thúc ngựa lên lấy tiên cờ tiếp tục, mã 2 tiến 4 để ra trận. Hồng có thể cướp tiên bằng việc dùng mã này đe thẳng vào Tường. Nếu như lựa chọn Tường này thoát đi cũng ổn, nhưng tại vì một đòn cờ thứ cấp của Tử Xuyên lấy C6 quay về hai nước, và chắc chắn cả đôi pháo đứng ở vị trí này không hề thuận lợi chút nào. Cho nên vì lo ngại, Lý Hàn Lâm buộc phải lấy pháo này tiêu khử, Tử Xuyên buộc phải xây pháo chém thẳng tay. Nhưng cơ hội cũng đến với họ Lý rất nhanh. Anh dùng pháo để chìm đáy ngay tức khắc, dùng mã này đe thẳng vào trung tường. Tử Xuyên pháo 4, 7, 5 để giữ lại, nhưng lại bị một đòn cờ chí mạng khác. Lý Hàn Lâm mã đã phi ngọa tàu, một nước cờ cực độc chuẩn bị có thể nhảy chiếu rất cục ngay được. Lựa chọn cả bất ngờ, Tử Xuyên dùng pháo này cảm tử vào sĩ ngay. Trong một tình cảnh không phải quá nguy cấp, nước cờ này của Tử Xuyên thật khó để lý giải. Nghĩa là gì? Ngay tại lúc này, hoặc là dùng pháo 6 tiến 1, hoặc là lấy pháo 5 bình 4 cũng đủ sức để ngăn cản. Nhưng tại vì sao Tưởng tỏ ra để quyết liệt dùng pháo này chém thẳng vào sĩ? Có phải dễ dàng mà tranh bắt được thực lợi, lấy làm cơ hội để phản công? Tới phiên của mình, Lý tới đây đã tung ra chiêu hiểm, dùng xe 2 quay về một nước để đánh đuổi. Mã 7 còn rất nhiều cửa để thoát, nhưng tuyệt nhiên không thể nào quay về, mã xe nhảy thành sát cục. Còn nếu như lựa chọn, mã nhảy lên thì cũng vậy. Khi mà xe 2 chỉ cần tiến thẳng hai nước, thành thử sĩ phải rời, rồi mã xe nhảy, tướng bật ngựa. Tới đây hoặc là dùng xe 2 thoái 1, hoặc là dùng pháo 8 quay về cũng kết thúc được vậy. Bởi vậy, trong hình cờ này không thể nào đưa mã 7 để thoát thân. Nhưng liệu rằng Tử Xuyên có thể nào dùng xe này quay về mà giữ cũng chẳng ổn. Khi mã 3 chỉ cần tiến 2 truy đuổi,
xe đằng nào cũng phải chạy và máu bầy chắc chắn không thể nào giữ lại. Nếu như lấy xe này tiến một, liệu rằng có thể nào kích đổ thành công, chúng ta sẽ đều rõ ràng. Lấy xe này tiêu diệt, mời đổi, thì rõ ràng quân pháo Đường Sườn cũng không thể nào giữ lại. Nghĩa là gì? Nhưng biến cờ vừa rồi cho chúng ta một kết luận đã tương đối rõ ràng. Chắc chắn là Tưởng Xuyên sẽ phải mất một quân chủ lực, tức là máu bầy không thể nào giữ nổi. Quyết định của Tưởng phóng lao phải theo lao, đưa tướng quân xuất cung ngay. Một công hai chuyện, vừa nhân tiện hóa giải sức ép của mã đường tàn đối phương, và thứ hai nữa, kết hợp với xe pháo trung lộ đe dọa ra chút sức ép. Nhưng Lý tới đây không vì vậy mà tỏ ra dè chừng, lấy xe này tiêu diệt vào ngay. Giờ Tưởng lấy xe có thể chém chết sĩ. Tướng lở xuất, chiếu tướng, tướng leo lầu, lại chiếu tiếp. Tướng quay về, tất nhiên là không thể nào cứ làm đi làm lại mãi vậy. Phương án để thay đổi của Tưởng Xuyên, lấy pháo 6 quay về ba nước. Cũng là thế công tam tử, nhưng rất khó để lắp ráp ra một cỗ máy công sát với hình cờ này. Thành ra, thế tiến công của Tưởng Xuyên là hữu kinh mà vô hiểm. Cho nên Lý tới đây cũng chẳng do dự, tiếp tục để triển khai thế công của mình bằng tứ tử. Đã chia làm hai cánh, xe mã ở mạn phải, còn pháo mã ở cánh bên kia. Tiếp tục làm mã quăng lên truy đuổi, nhằm chí tử hoặc là pháo trung lộ, hoặc là sĩ trung tâm của Tưởng Xuyên. Tưởng Xuyên đương nhiên không thể nào để tiếp tục mất quân được, lựa chọn phải thoát ngay. Nhân tiện còn đe ra sát cục pháo 6 kê sang, cho nên Lý lúc này buộc phải rời xe về truy đuổi. Và Tưởng cũng rút pháo của mình về. Tiếp tục là mưu đồ đánh trả, sĩ có thể bung lên sát cục ngay được, hoặc là lấy xe này kê vào, Lý cũng phải tắc tử. Nhưng giải quyết khá đơn giản, ngòi này đã không còn, Lý lấy mã, tiêu diệt thẳng tay. Không những vậy còn chờ sẵn cho việc lấy xe 3 bình 4 vỗ chiếu và bắt luôn cả pháo còn lại, Tưởng cũng phải nhận thua. Cho nên buộc phải lấy tướng để tháo chạy trước, và Lý lúc này đã quay ngờ về. Tưởng lấy xe chém chết Tưởng, nhưng vô nghĩa mà thôi. Lý chỉ cần lấy xe bình đầu sườn, một là phục sát, hai là bắt pháo sườn. Cho nên buộc phải bình pháo sang chiếu ngay. Lý giải quyết đơn giản, bình xe để đe dọa. Nhìn thấy tới đây tiếp tục lại mất một quân chủ lực, và sát cục tiếp theo cũng không thể nào tránh khỏi. Cho nên chỉ sau đúng lựa chọn này, Tưởng Xuyên đã vội vã mà quy hàng. Một ván cờ có phần nào khá khó hiểu, Tưởng Xuyên vẫn đang rất khó khăn để có thể tìm thấy điểm rơi phong độ của mình sau lần trở về từ Đà Nẵng. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.